Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thế giới của kênh tin tức Lega News. Thưa quý vị và các bạn, ít nhất 9 công nhân thiệt mạng và một số người khác bị thương vong trong một vụ tai nạn xảy ra ngày 17 tháng 12 tại nhà máy sản xuất thuốc nổ ở vùng nông thôn Nagu, bang Maharashtra, biển Trung Ấn Độ. Đại diện cảnh sát Naper, ông Haspola cho biết vụ nổ xảy ra tại khu vực đóng gói của nhà máy thuộc công ty Solar Explosive. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để chữa trị. Theo báo India Today, công ty trên cung cấp chất nổ thương mại và quân sự. Cảnh sát đã mở ngay cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc, đồng thời lo ngại con số thương vong có thể tăng. Trong thông báo về vụ nổ, Solar cho biết đang tiến hành điều tra nội bộ để tìm nguyên nhân cũng như đưa ra giải pháp khắc phục và biện pháp ngăn ngừa. Một người mẹ bị kết án 2 năm tù vì bỏ bê con cái gây hậu quả nghiêm trọng sau khi con trai 6 tuổi lấy trộm súng đến lớp bắn cô giáo trọng thương. Bản án hôm 15 tháng 12 xác định, con trai học lớp 1 của người phụ nữ tên Taylor khai lấy được khẩu súng lục 9mm của mẹ bằng cách trèo lên ngăn kéo để với tới túi sách đựng khẩu súng trên nắp tủ quần áo. Sáng ngày 6 tháng 1, cậu bé giấu súng trong ba lô đến trường tiểu học Tricknet ở thành phố New News, bang Virginia. Sau đó cậu chuyển súng vào túi áo rồi bắn cô giáo Abby Jenner, 25 tuổi ở cửa lớp học. Thầy Lo ban đầu khai rằng đã trang bị khóa cò súng để đảm bảo an toàn, nhưng cảnh sát không tìm thấy thiết bị khóa nào. Cô bị truy tố vào tháng 4 và nhận tội bỏ bê con cái vào tháng 8. Thầy Lo cũng nhận tội sử dụng cần sa trong khi sở hữu súng. Cảnh sát tìm thấy khoảng 28g cần sa trong phòng ngủ của bà mẹ sau vụ nổ súng. Tháng 11, thầy Lo bị kết án 21 tháng tù liên bang vì sử dụng cần sa trong khi sở hữu súng. Ngày 15 tháng 12, cô bị kết án 2 năm tù tại tòa án cấp tiểu bang vì tội bỏ bê con cái. Hai bản án khiến Taylor bị phạt tổng cộng gần 4 năm tù. Luật sư của Taylor cho biết, vụ án có các tình tiết giảm nhẹ như việc Taylor xảy thai và bị trầm cảm sau sinh. Theo tài liệu của tòa án, cô cũng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt. Api phải nằm viện gần 2 tuần và trải qua 5 cuộc phẫu thuật để phục hồi khả năng cử động của bàn tay trái. Cô đang kiện trường công lập New York News đòi bồi thường 40 triệu đô la Mỹ, cáo buộc các cấp quản lý đã bỏ qua nhiều cảnh báo rằng cậu bé có súng. Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, bất chấp những cảnh báo mạnh mẽ từ Washington và Seoul. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo không xác định về phía biển Đông Hải, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 17 tháng 12 thông báo. Và cho biết Tên lửa được phóng từ một vị trí gần Bình Nhưỡng, vào lúc 20 giờ 38 phút, nó bay khoảng 570 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi tàu ngầm USS Missouri chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tới cảng Busan của Hàn Quốc. Khoảng 20 phút sau báo cáo ban đầu về vụ phóng, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tên lửa đã rơi. Kênh truyền hình NTV đưa tin, nó dường như rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Chưa đầy nửa giờ sau, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa ra tuyên bố từ Bộ Quốc phòng nước này chỉ trích những băng đảng quân sự ở Mỹ và Hàn Quốc vì làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo bằng các cuộc tập trận, phô diễn sức mạnh và lên kế hoạch chiến tranh hạt nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đã cảnh báo Bình Nhưỡng rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào nhằm vào Mỹ hay Hàn Quốc đều sẽ đặt dấu chấm hết cho Triều Tiên. Hai quốc gia đồng minh đã tổ chức phiên họp thứ hai của nhóm tham vấn hạt nhân tại Washington hôm 15 tháng 12, thảo luận về khả năng dân đe hạt nhân trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố, nước này là một cường quốc hạt nhân không thể đảo ngược và nhiều lần khẳng định không bao giờ từ bỏ chương trình nguyên tử. Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đưa thành công một vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo. Họ tuyên bố rằng, con mắt trên bầu trời đã giúp cung cấp hình ảnh chi tiết về các địa điểm quân sự lớn của Mỹ và Hàn Quốc. Ukraine điều tra vụ phát hiện bọ nghe lén trong phòng vị tướng bất đồng với Tổng thống. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết trong thông báo đăng lên Telegram rằng cuộc điều tra đã được mở dựa trên điều khoản của Bộ Luật Hình sự Ukraine về mua bán hoặc sử dụng trái pháp luật các phương tiện kỹ thuật đặc biệt để thu thập thông tin. Thông báo cũng cho biết thiết bị mà báo chí địa phương gọi là bọ được tìm thấy trong trạng thái không hoạt động và không tìm thấy phương tiện lưu trữ thông tin hoặc truyền dữ liệu từ xa nào. Chúng tôi nhấn mạnh rằng thiết bị này được tìm thấy không phải ngay tại văn phòng của ông Valery Zalutnyi mà tại một trong những cơ sở có thể được ông ấy sử dụng để làm việc trong tương lai, thông báo nêu rõ. Cơ quan an ninh Ukraine đang thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để điều tra hành vi phạm tội này. Cơ quan này cho biết thêm Ông Valery Zalutny có thể là một trong những mục tiêu trong cuộc cải tổ hàng ngũ lãnh đạo quân sự Ukraine vì mối quan hệ lạnh nhạt với Tổng thống Vladimir Zelensky, sau khi thể hiện quan điểm khác biệt về chiến dịch phản công kéo dài 21 tháng. Trong một bài viết đăng trên báo The Economist tháng trước, ông Zalutny viết rằng cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn tiêu hao có lợi cho Nga và giúp nước này tích lũy sức mạnh quân sự của mình. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý về tình hình thế giới 24 giờ qua. Sau Mỹ, đến lượt EU chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, Liên minh châu Âu hôm qua đã không đạt được thỏa thuận về gói hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine, dù trước đó đã nhất trí mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho nước này. EU đang ngày càng cho thấy sự chia rẽ về xung đột kéo dài tại Ukraine với những hậu quả kinh tế và chính trị ngày một rõ rệt. Thủ tướng Hungary Orbán hôm 15 tháng 12 đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ khoản viện trợ bổ sung trị giá 50 tỷ euro mà Liên minh châu Âu dự định dành cho Ukraine. Đây là một đòn mạnh nữa sáng vào nỗ lực của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm duy trì sự ủng hộ về tài chính của phương Tây. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã thất bại trong việc thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt thêm 61 tỷ đô la Mỹ cho nước này, chủ yếu để mua vũ khí từ Mỹ chuyển sang một thông tin khác cựu tổng thống donald trump cho rằng tình hình trung đông vượt khỏi tầm kiểm soát là do lỗi của mỹ và hiện có nguy cơ biến thành thảm họa cựu tổng thống mỹ donald trump tuyên bố mỹ đã để trung đông hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát những điều thực sự tồi tệ đang diễn ra và chúng ta có đủ sức ngăn chặn tất cả thảm họa có thể xảy ra nếu chúng ta không tiến hành giải quyết nó bằng sức mạnh và sự chính xác ông trung viết trên mạng xã hội Twitter. theo ông Tuyên bố này cũng áp dụng cho cuộc xung đột ở Ukraine, hơn nữa thậm chí còn có thể ở mức độ lớn hơn. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Putin bất ngờ thừa nhận đã ngây thơ về phương Tây. Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận ông đã sai lầm khi cho rằng phương Tây sẽ thiết lập quan hệ hữu ích với Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhà lãnh đạo Nga giải thích rằng trên thực tế họ quyết tâm chia cắt nước Nga trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin được phát sóng hôm 17 tháng 12, ông Putin thừa nhận rằng ông là một nhà lãnh đạo ngây thơ ngay từ đầu trong sự nghiệp chính trị của mình, mặc dù ông có nền tảng vững chắc về tình báo Liên Xô. Tổng thống Nga nói, ông tin là phương Tây hiểu Nga đã trở thành một quốc gia hoàn toàn khác sau khi Liên Xô sụp đổ và rằng không có sự khác biệt về ý thức hệ nào dẫn đến một cuộc đối đầu nghiêm trọng. Theo ông Putin, phương Tây thấy không cần thiết phải có sự tồn tại của quốc gia lớn nhất thế giới với dân số đông đảo. Sẽ tốt hơn, theo đề xuất của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Brzezinski, nên chia nó thành 5 phần và khuất phục từng phần một. Tình thế nhìn cân treo sợi tóc của thủy quân lục chiến Ukraine ở sông Dnipro. Các binh lính Ukraine đã thừa nhận và miêu tả tình thế nghìn cân treo sợi tóc của các lực lượng nước này ở sông Nipro và cho rằng các quan chức đang đưa ra những đánh giá quá lạc quan. Trong hai tháng, thủy quân lục chiến Ukraine đã trở thành mũi nhọn dẫn đầu cuộc tấn công vào sông Nipro ở phía nam Kherson nhằm giành lại các vùng lãnh thổ quân Nga kiểm soát. Chiến dịch này là nỗ lực gần đây nhất của Ukraine trong cuộc phản công nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Moscow ở phía nam và đảo chiều xung đột. Các binh sĩ và thủy quân lục chiến tham gia vượt sông đã mô tả cuộc tấn công là khốc liệt và vô ích vì quân đội Ukraine đã bị tấn công trên bờ sông hoặc dưới nước, thậm chí trước khi họ đến được bờ bên kia. Các điều kiện vô cùng khó khăn, với một nửa binh lính tham chiến đã chia sẻ trong các cuộc trả lời phỏng vấn rằng ở hầu hết các nơi, không có nơi nào để đào hào. Một số binh sĩ Ukraine đã nói chuyện với các nhà báo vì lo ngại thương vong cao và những gì họ cho là những nhận định quá lạc quan từ các quan chức về tiến trình của cuộc tấn công. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Họ chưa thể bình luận ngay lập tức về cáo buộc của các binh sĩ, nhưng sẽ đưa ra phản hồi trong thời gian thích hợp. Một trong những cuộc giao tranh ác liệt nhất là ở làng Krinky, trên bờ đông sông Dnipro, cách thành phố Kherson 32 km về phía thượng nguồn, nơi quân đội Ukraine đã chiếm được một giải đất hẹp, vị trí duy nhất mà họ có thể thiết lập được một chỗ đứng vững chắc. Dù vậy, Volodymy, phó chỉ huy một đại đội của Ukraine, nhận định tuần trước tình hình ở khu vực tả ngạn vô cùng khó khăn với việc cuộc phản công của ukraine không tiến triển như kỳ vọng và mỹ hay thậm chí là liên minh châu âu đang cho thấy những dấu hiệu sẽ cắt giảm viện trợ cuộc vượt sông được theo dõi sát sao để tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy ukraine có thể lấy lại đà tiến công trước các lực lượng nga kiev hy vọng có thể tạo ra bước tiến đột phá đủ sâu để đe dọa các tuyến hậu cần của nga và quyền kiểm soát của lực lượng này ở phía nam thủy quân lục chiến ukraine được xây dựng lại đầy đủ sức mạnh trong năm nay với một số lữ đoàn mới thành lập đã được giao nhiệm vụ này. Kể từ khi xung đột nổ ra, các quan chức Ukraine thường tìm cách duy trì các báo cáo tích cực trong nỗ lực thúc đẩy tinh thần chiến đấu của binh sĩ và sự hỗ trợ từ nước ngoài. Các con số thương vong không được công bố, cũng như chi tiết về những thất bại mà quân đội Ukraine phải gánh chịu. Nhiệm vụ tự sát Trong trường hợp ở sông Dnipro, Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức khác gần đây tuyên bố lực lượng thủy quân lục chiến đã giành được chỗ đứng ở bờ đông. Bộ Ngoại giao nước này cũng đã đăng một thông báo vào tháng trước, khẳng định họ đã thiết lập được một số thành trì. Tuy nhiên, lực lượng thủy quân lục chiến và các binh lính Ukraine cho rằng những nhận định trên đã phóng đại tình hình. Không có vị trí nào cả, không có cái gọi là trạm quan sát hay vị trí, Oleksy, một binh lính giàu kinh nghiệm chiến đấu ở Green Key nói. Theo người lính này, khó có thể giành được vị trí, và không thể di chuyển thiết bị đến đây. Đây thậm chí không phải là cuộc giao tranh để sinh tồn, mà là một nhiệm vụ tự sát, Olexi cho biết. Olexi cũng nói rằng, việc thiếu sự chuẩn bị và tình trạng hậu cần yếu kém đã gây tổn thất về lực lượng. Những binh lính bị thương bị bỏ lại do thiếu thuyền, trong khi các điều kiện chiến trường khốc liệt đã làm suy giảm tinh thần chiến đấu và sự hỗ trợ lẫn nhau của các binh lính. Những người đến đây đã không được chuẩn bị về tâm lý. Họ thậm chí không hiểu mình sẽ đi đâu, người lính này tiết lộ. những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại